Vào tối ngày 2 tháng 2, Ủy ban Nhân dân phường 11 quận Bình Thạnh phối hợp với Trung tâm Y tế quận tiến hành lấy mẫu tầm soát ngẫu nhiên đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn. Theo đó, sau khi ra quân vào lúc 19 giờ ngày 2 tháng 2, tổ công tác đã thực hiện lấy mẫu ở các cơ sở kinh doanh ăn uống trên hai tuyến đường Phan Văn Trị và Phạm Văn Đồng thuộc phường 11 quận Bình Thạnh. Khi tổ công tác ra vào các quán nhậu, chủ quán và thực khách phần lớn rất bất ngờ và lo lắng. Tuy nhiên, khi được giải thích về việc lấy mẫu tầm soát ngẫu nhiên nhằm phòng chống dịch Covid và hoàn toàn miễn phí thì đa số mọi người đều thoải mái và hợp tác tốt với các nhân viên y tế. Thật sự là mình rất là bất ngờ, bởi vì bất ngờ không phải là tự nhiên mà nhà nước lại ập đến làm những việc như thế này, mà bất ngờ là cho mình nhà nước cũng đã quan tâm đến người dân và làm những cái việc này trong cái lúc bệnh dịch nó đang làm tràn như thế này là rất là tốt. Không có điều gì mà phải sợ hãi cả. Nếu mà mình ở nhà thì mình đâu có được xét nghiệm đâu. Được biết, trong đợt ra quân này, Trung tâm Y tế đã vào ngẫu nhiên 3 cơ sở kinh doanh ăn uống lấy mẫu xét nghiệm 32 mẫu, trong đó có 3 chủ quán và 15 nhân viên, 14 thực khách. Thì mình đến thì chủ yếu là mình giải thích với lại chủ quán và mình giải thích với lại các cái người ăn uống ở tại đây. Tại vì cái này thì mình lấy cái này cũng là miễn phí để con người ta có bệnh hay không thôi, chứ thấy là đến quán này thì thấy là mọi người đều đồng thuận, thì là đợi có kết quả, thì khi mà có kết quả mà nếu mà trường hợp mà âm tính đó thì không sao, còn nếu trường hợp dương tính thì lúc đó quận sẽ chuyển sai liền và lúc đó sẽ khoanh vùng và lúc đó sẽ xử lý. Theo kế hoạch, từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3, Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh sẽ phối hợp với 19 phường còn lại của quận để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên đối với một số cửa hàng ăn uống trên địa bàn để thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19. 3 0 0 8 1 3 6 0.